Hôm nay mình sẽ nói sơ lược cho các bạn về thực phẩm chức năng và thuốc. Thì thực phẩm chức năng là gì? Là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể con người có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ gây bệnh. Thì đây là khái niệm. Tùy theo công thức người ta sẽ phân làm bốn loại như sau. Cái này mình sẽ có để tài liệu ở dưới. Thì đa phần các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn để đăng ký là thuốc thì người ta sẽ đăng ký là như là một thực phẩm chức năng. Rồi. Đặc điểm của thực phẩm chức năng là giao thoa giữa thuốc thuốc và thực phẩm. Nó giống thực phẩm về bản chất nhưng khác về hình thức. Giống thuốc về hình thức nhưng khác về bản chất. Mẫu nhãn phải có ghi cụm từ chú ý sản phẩm này. Không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế chất chữa bệnh. Quảng cáo truyền hình cũng có câu này nhưng đọc rất nhanh. Ở cuối quảng cáo sẽ có. Nhàn thuốc phải trưng bày bán riêng cho sản phẩm thực phẩm chức năng và không được lẫn lộn với thuốc. Ừ thực phẩm chức năng do cục an toàn thực phẩm do bộ y tế quản lý không được quản sát ngặt nhà và chặt chẽ như thuốc do cục quản lý dược quản lý. tiêu chuẩn GMP thì có khoảng 4 ngàn nhà máy nhưng chỉ có khoảng 200 đến 300 nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng đạt GMP thôi. Nó dẫn đến chất lượng phập phù. Vì không có như thuốc, thực phẩm chức năng được quản lý khá là lỏng lẻo. À, để nghiên cứu ra một thuốc thì từ 10 ngàn chất ban đầu người ta chỉ, chỉ chỉ làm ra được một thuốc thôi sau quá trình sàng lọc thì chỉ ra được một loại thuốc thôi thậm chí có nhiều loại thuốc là còn phải bị rút ra khỏi thị trường nữa đã sản xuất ra rồi vẫn phải bị rút ra khỏi thị trường đặc biệt là ở bên mỹ thì người ta khá, người ta quản lý khá là ngặt nghèo ừ. trong khi thực phẩm chức năng thì lại khác nó khá là lỏng lẻo do thực phẩm chức năng chưa được chứng minh rõ trên lâm sàng như thuốc nó có thể dùng được trên cả người khỏe trong khi thuốc thì dùng để người bệnh nó ghi là thực phẩm chức năng do cục an toàn thực phẩm quản lý và đặc biệt là nó được bán lẻ bán trong siêu thị và ai cũng có thể bán cả không như thuốc chỉ được bán trong nhà thuốc thôi à, có một vài trường hợp là một số sản phẩm có chất lượng tốt như thuốc nhưng vẫn phải đăng ký như một thực phẩm chức năng do là thuốc có tiêu chuẩn sản xuất và đạt được sự kiểm soát cặp nghèo lớn hơn nhiều so với thực phẩm chức năng gấp nhiều lần so với thực phẩm chức năng thì uh, các sản phẩm có nguồn gốc từ dữ liệu rất khó để chứng minh được phương pháp kiểm nghiệm chính xác do và nếu mà nghiên cứu ra thì tốn rất nhiều nhiều tiền thứ hai uh, là để chứng minh tác dụng trên lâm sàng cũng tốn tiền không nhỏ nếu mà chứng minh như thuốc là mẫu phải cỡ 100 trăm uh, trở lên mới được nghe trong khi thực phẩm chức năng thì mẫu nhỏ hơn nhiều. Đó, cho nên các nhà sản xuất đăng ký như là một thực phẩm chức năng thì như mình đã nói đó, nếu nó không đủ tiêu chuẩn để làm thuốc thì nó sẽ làm thực phẩm chức năng. thì một số sản phẩm chức năng có được chứng minh từ lâm sàng tốt thiệt như là diabetes hoặc hỗ trợ đường hỗ trợ cho ba tư bệnh nhân thì nó sẽ làm giảm lượng đường hoặc là Vương Bảo và Nga Phụ Khang hỗ trợ cho 19 k đã truyền liệt và nó giảm thiệt cái này có người ta có nghiên cứu Tuy nhiên các bạn có thể thấy là mẫu nghiên cứu khá là nhỏ ở đây có 34 mẫu và ở đây là 19 mẫu thôi khá là nhỏ người ta không có đủ tiền nghiên cứu thì một số sản phẩm do đặc biệt là đề tài của kết quả của đề tài cấp nhà nước á thì các bạn có thể tin tưởng tại vì nó được nghiên cứu thật và nó tốt thật chứ không phải như các loại phật phù như các loại kia như là trang phục linh kết quả nghiên cứu của trang phục linh là được đăng trên tạp chí y học của mỹ à, đăng trên thư viện y khoa của mỹ cho nên các bạn có thể tin tưởng những thứ như là trang phục linh thật khi nào cần nghe né, né thực phẩm chức năng thì uh, do thực phẩm chức năng không cần được bán trong nhà thuốc nơi các cực sĩ cộng đồng có thể tư vấn mà ai cũng có thể bán được bất kỳ nơi đâu dẫn đến quảng cáo sai sự thật thổi phồng lên tác dụng của thuốc lên nhiều lần của sản phẩm lên nhiều lần ví dụ như thiên sư chẳng hạn nói thì đụng chạm đến thiên sư nhưng mà mình có đứa bạn là bán đồ đa cấp thiên sư á thì các bạn nó bảo một câu á, là cái hàng của thiên sư á, có thể chữa được ung thư giai đoạn cuối là rồi nó đưa ra dẫn chứng với mình á, là thằng bé đó bị ung thư giai đoạn cuối mà bệnh viện ca trung ương trả về mà sau đó thằng bé đó dùng thực phẩm chức năng thiên sư á mà có thể khỏi được bệnh khỏe hoàn toàn luôn mình mắc cười thực ra chuyện đó là không thể có vì nếu mà nó có thì nó sẽ vào trong những kỳ tích y học á thì cái sản phẩm của thiên sư không chỉ là một thực phẩm chức năng đâu nó phải đạt giải nobel quốc tế về y học chứ không phải là chỉ thế đâu cho nên nghe chém gió là các bạn cần phải hiểu là đâu là chém gió nó quảng cáo quá sai sự thật và thổi phồng tác dụng quá nhiều thứ hai là không được lưu trữ đạt các chuẩn GGP, GSP thì thường trong thuốc trong nhà thuốc phải đạt tiêu chuẩn là dưới 30 độ C và dưới độ ẩm 75% đây là một tiêu chuẩn của nó phải đặt trong nhà thuốc. Thì các thuốc được đặt như thế này nó mới có tuổi thọ và độ đúng. Còn nếu nhiệt độ quá cao, giả dụ như nhiệt độ bây giờ khoảng 38 đến 40 độ thì thuốc có thể bị hư và hỏng sớm. Mà người ta ai cũng có bán được nên đâu có bảo quản trong đúng điều kiện này đâu. Để, độ ẩm của Việt Nam là khoảng một, gần 100% á. Ừ, cho nên thuốc có thể bị hư và các bạn nghĩ dùng thuốc hư có tốt không đó phần nhiều thì chưa được chứng minh trên sao một cách đầy đủ rõ ràng vì nếu mà chứng minh được á, thì họ đã đăng ký thành thuốc rồi ngoài trừ một số sản phẩm nha thì như mình đã nói rồi chỉ có một vài cái như nano thì có thể tin tưởng được hoặc là trang phục lên thì mình cũng tin tưởng mình có nếu có thì mình cũng nói thôi tại vì đó là những sản phẩm của công trình nghiên cứu quốc gia quản lý chất lượng quá lỏng lẻo không có ngặt nghèo như thuốc thì các bạn có thể thấy là cái vụ giữa năm 2018 có một vụ là sản xuất thuốc giả là cái nhà cái họ dùng dầu thông để làm thuốc chữa ho ghi là thuốc chữa trị bệnh ho nhưng thực ra là khi đăng ký là họ đăng ký là thực phẩm chức năng và cũng không cần có bằng dược sĩ gì luôn họ cũng có thể mở được công ty kiểu đó rồi các bạn thấy quá dễ không quá dễ và rồi khi mà vụ án kết thúc thì không ai họ chỉ bị phạt đúng 100 triệu hình như 100 triệu hay một trăm rưỡi triệu đó, và đóng cửa nhà thuốc thôi trong khi họ lời thì lời quá cha rồi lời quá rồi và họ sản xuất thôi như thế trong một thời gian dài mà không ai biết cả cho đến tận đến khi mà người dân phản ánh lên VTV xong VTV họ mới đến họ mới vào họ điều tra thì mới biết đó là thuốc họ sản xuất thuốc giả rồi khi đó là cơ quan chức năng mới vào cuộc Đấy không có nghĩa là cái này quá lỏng lẻo đến mức mà mình cũng không tin vào cơ quan quản lý nữa ngay chính mình là một dược sĩ mà mình không tin vào cơ quan quản lý nha vì làm thuốc giả có thể bị tử hình các bạn thấy như vụ việt nam phạm ma ông đó làm là cái thuốc cái thuốc cũ á, là vẫn có tác dụng chữa bệnh nha nhưng mà họ giả thành một thuốc uh, thuốc mới và bán mắc tiền hơn nhưng mà đã bị tử hình rồi là họ làm 9 ngàn lọ thuốc nha hơn 9 ngàn lọ thuốc thì uh, với tội làm thuốc giả thì Việt Nam có thể bị tử hình chắc chắn vụ này chắc chắn tử hình nhưng cuối cùng họ lại lái tội qua là sản xuất thuốc kém chất lượng nên chỉ bị 16 17 năm tù thôi trong khi làm giả thực phẩm chức năng chỉ bị phạt tiền khoảng 100 đến 150 triệu và đóng cửa cơ sở thôi nên người ta có thể dễ dàng mở cơ sở chui khác các bạn thấy có giống bác sĩ Trung Quốc không thì bài này mình chỉ nói đến thế thôi nha